Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người tiếp tục series cắm hoa nha. Và phân loại hoa của mình hôm nay sẽ bao gồm hoa hồng trà kết hợp cùng với hoa cúc xoăn mọi người nhé. Mời cùng mình theo dõi hết video để xem sản phẩm của mình nhé. Và mình sẽ kết hợp cùng một cái lọ hoa màu trắng nữa nha mọi người. Mình sẽ cắm hoa hồng trà trước nhé. Những cái phân loại hoa này thì các bạn có thể dễ dàng mua được ở những cái cửa hàng mà người ta bán hoa giả, hoa nhựa, hoa deco trên toàn quốc này. Và những cái phân loại hoa này thì với cái giá thành thì cũng khá là rẻ mọi người nhé. 25.000 đồng cho một cành từ 8 đến 10 bông hoa. Và những cái phân loại hoa này thì các bạn chỉ cần cắm 1 đến 2 phân lẻ hoa thì lọ hoa của nhà mình đã rất là xinh nha mọi người nhé. Và màu sắc thì rất là đa dạng này, rất là đa dạng màu sắc cho các bạn có thể chọn. Các bạn có thể tùy mục đích sử dụng và tùy vào sở thích mà chọn phân loại màu các bạn yêu thích nha. Mình đã cắm xong phân loại hoa hồng trà của mình rồi các bạn nhé. Tiếp tục thì mình sẽ cắm đến hoa hồng xoăn nha. Hoa hồng xoăn của mình thì có màu sắc chủ đạo đó là màu trắng nha mọi người. Hai phân loại màu này của mình thì nó cũng ná ná giống nhau mọi người. Các bạn có thể mua ở những phân loại hoa này ở những cái cửa hàng mà người ta chuyên bán hoa giả, hoa nhựa, hoa deco, hoặc là các bạn có thể tham khảo ở trên các trang thương mại điện tử như Shopee nhé. Ở trên Shopee thì người ta cũng có bán rất là nhiều những cái phân loại hoa như thế này, với cái giá thì cũng giống như mình mua cửa hàng thôi mọi người ạ. Mọi người mà yêu thích lọ hoa này của mình thì các bạn có thể lên Shopee và gõ hoa hồng trà kết hợp cùng với hoa hồng xoăn thì nó sẽ ra rất là nhiều hình ảnh kèm với giá và màu cho các bạn lựa chọn nha. Và đây là sản phẩm của mình các bạn nhé. Chỉ với 25.000 cho một phân loại hoa, lọ hoa này của mình thì là hai phân loại hoa, đó là 50.000 các bạn nhé. Và một lọ hoa 50.000 mà rất là xinh như thế này mọi người này, mọi người có thể dùng được rất là lâu luôn mọi người ạ. Thật sự là những phân loại hoa này được làm bằng lụa và nhựa nên là nó sẽ rất là bền mọi người nhé, thật sự là rất là bền. Các bạn mà deco ở trong nhà thì các bạn có thể dùng mấy năm các bạn ạ.
mà hoa thì cũng rất là xinh mọi người nhé. Đấy, hoa rất là xinh, các bạn có thể tham khảo mẫu cắm hoa này của mình dùng để cắm lọ hoa, để bàn, để cô nhà, để cô tiệc, để cô sự kiện đều rất là xinh mọi người nhé. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi, mọi người nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.